Em xin chào các anh, em tiếp tục em lên cho các bác thêm một cái con công suất kiêm giải mã của con Kyo phục vụ các bác nào mà ai đang cần những cái con giải mã quang gia V để mình về mình kết nối TV Smart xuống con âm đi của chúng ta ở nhà, chúng ta nghe nhạc ra âm đi to và nó to nhé. Thì tại sao lại cần con máy này? Bởi vì là hiện nay thì nó trên các cái TV Smart nó đều có các cái ứng dụng này, YouTube và một số các ứng dụng nghe nhạc khác nữa và xem phim truyền hình. Các ứng dụng này thì nó được tích hợp sẵn vào trong TV rồi, và mình nghe nhạc từ TV ra qua các ứng dụng này rất là tiện. Tuy nhiên thì có một cái điểm nó khá là dở trên các con TV này là các cái TV này nó đường ra của nó là đường âm thanh là đường quang. Đấy. Và các con âm đi của chúng ta chơi âm đi cổ, âm đi bãi thì nó lại thường không có đường quang. Đấy. Và để giải quyết được vấn đề là kết nối cổng quang TV xuống dưới âm đi to thì chúng ta sẽ cần những thiết bị như này. Nó gọi là thiết bị giải mã quang ra AV. Tức là mình sẽ phải nắp gián tiếp qua đây để mình đưa tín hiệu AV xuống dưới âm đi để mình nghe nhạc. Đấy. Đây mình cắm dây quang vào đây. Đấy, thì tín hiệu đường quang sẽ được truyền vào đây. Sau khi được truyền đây xong thì là cái tín hiệu đường quang nó sẽ được giải mã thành tín hiệu đường dây AV. Thì cái loa của nó đưa xuống đường tiếp out đây, hoặc đường CR out thì nó đưa xuống âm đi to. Đấy. Nếu như con thiết bị nó có hai đường ra thì nó sẽ đưa được xuống sẽ có hai cổng ra nhé. Còn ví dụ như thiết bị nào nó chỉ có một cổng out, nó chỉ một cổng out thôi. Đấy. Thì mình sẽ chỉ giải mã được một thiết bị thôi, như con này thì mình sẽ giải mã ra đồng thời hai thiết bị này. Đấy. Được chưa? Thì đấy chính là tác dụng của cái con X7A này khi mà mình sử dụng làm giải mã quang AV nhá. Còn khi thông thường mà mình muốn nghe nhạc từ điện thoại, từ máy tính ra, mình ghép thêm với một đôi loa thì mình vẫn có thể đấu vào con âm đi con này bình thường nhá. Con này đồng thời là cục công suất luôn. Cục công suất đây thì nó trên đây tích hợp âm đi này. Rồi từ cái âm đi này mình sẽ kết nối vào cả loa của chúng ta, và chúng ta có thể là cắm điện thoại, cắm máy tính vào đây. Đấy, mình nghe nhạc được ra như em đang sử dụng đây. Đó, thì đấy là hai tác dụng của con X7A này nhá. Một tác dụng là làm giải mã quang AV và tác dụng còn lại là để làm công suất để kéo một đôi loa bass nó khoảng 16 độ về mình nghe nhạc. Với các loa dàn đại thì thậm chí mình có thể chơi được khoảng bass 20-25 với con máy này nhá. Đấy, thì bây giờ em xin mời các bác nghe một đoạn chất âm của con X7A này. Cái này em bán chủ yếu bao chạy công suất về cắm điện thoại máy tính và cắm cổng quang TV để làm giải mã quang AV. Còn CDMD thì những cái này nó lâu ngày rồi, mắt mũi của nó thẳng ra thì nó cũng đã khấu hao rồi. Về sẽ có con đọc được đĩa, con đọc không đọc được đĩa nhé. Thì là tốt nhất là về cái này các bác tự test, dùng đĩa xịn test thử, nếu mà đọc được thì là dùng, không thì thôi nhé. Đấy, em bán bao chạy công suất coi như CDMD không đọc. Đấy. Còn nếu bác làm gần bao CDMD thì giá sẽ khác nhé. Như con này em bán là 1.450.000, nếu bác nào muốn bao CDMD thì là đấy 1.450.000 đồng. Còn đây em bán không bao CD nhé, không bao MD, giá 950 thôi. Bác nào mua ăn đâu em. Bây giờ em xin mời các bác nghe tiếng của nó qua cái kết nối đường điện thoại là đường line nhé. Để chuyển đổi các đường vào mình ấn input ở đây chuyển là được nhé. Đây, cấp đường line chuyển về đường line sẽ có tiếng ra. Đây. Như vậy là cái kết nối điện thoại máy tính là chạy ngon này. Giờ quan trọng kết nối quang, nếu con kết nối quang chạy được ngon ở trên công suất thì là nó sẽ giải mã quang ở bên ngon được nhé. Đây mình ấn input này. Chuyển sang đường vào digital đấy, tiếng nó ra được bình thường như này là ok. Bỗng nghe âm một tình thương trong
Đấy nhá, đường quang chạy, đường điện thoại chạy các anh nhá. Đấy, con máy này đấy, như các bác thấy là nó đang chạy được giải mã bình thường và chạy được công suất bình thường nhá. Thì giá con này là em bán 950. Bác nào mà có nhu cầu mua con máy này alo em, số điện thoại đặt hàng là 0979891682 hoặc là 0966594581 nhé. Xin chào các anh.